Nay đầu tháng lên được cả nhà con sẽ độ ra rẻ nhá. 30 mấy triệu thôi. Cầu sau 2,5 tấn này. Ký sắt siêu ô tô. Cái này thùng dê nhá, thùng dài 2m8, rộng 2m. Cầu 2,5, ký 2 tầng. Sắt siêu ô tô. Số mạnh gát này. Số chính Hồng Hà này. Máy 24, cặp phong, máy nổ ok. Cái tời đó nó bị bể, nó tháo rồi nha, còn mỗi lô thôi. Nghe nói thì bỏ thêm vài triệu, bỏ cái tời cho. Cầm nó chứ ai còn đẹp. Cầu trước còn 5 kinh nha. Xe thì em bao máy số. Cầu trước cầu sau hoạt động bình thường hết nha. Có cái tời nó hư thôi. Xe siêu tô. Anh em là thợ lấy con này về dọn ok này. Đà liền nha. Thùng đây là trên thấp bên là cây đai lũ 10. Dàn lốp thì kém rồi. Lốp chọc hết. Giá này ngang giá sát thôi. Số chính là số Hồng Hà nha, số lớn luôn á, không phải là số gắt đâu. Số mạnh gắt. Cơ máy móc ok. Ở nhà mình ai con tâm alo em nha, 0384545901, Zalo 0958711432. Xem xe trực tiếp phương tiện Gia Lai nha. 35 triệu. Đây cái lắp nó này, lắp tời nó trên thùng này. Nó mua thì bỏ, mua cái tời bỏ cho rồi, không thì mua cái bỏ cho rồi.